Nguyễn Cơ Thạch thì là một con đường mà có rất nhiều chung cư, mà nó không phải là rất nhiều đâu, mà toàn bộ những bất động sản trên đường Nguyễn Cơ Thạch về cơ bản là chung cư toàn bộ đó. Và chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm các cái khu chung cư, các khu dự án trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch. Tên thật là Phạm Văn Cường, là một chính trị gia, nhà ngoại giao Việt Nam. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và là nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ không có tiết mục lịch sử mà chúng ta vẫn có tiết mục là gì? Review các cái trên một cung đường. Và đó như cái tên lịch sử mà chúng ta vừa xem trên Wikipedia về Nguyễn Cơ Thạch, về một nhà chính trị, thì hôm nay chúng ta sẽ review những cái dự án trên con đường Nguyễn Cơ Thạch. Là ngay trước mặt chúng ta là Nguyễn Cơ Thạch rồi, bởi vì là nhà tôi ở Goldmart City và đi ra Nguyễn Cơ Thạch nó chỉ một con đường nhỏ nhỏ khoảng 200 m thôi. Đầu tiên thì về mặt bố trí thì Nguyễn Cơ Thạch nó cũng có một vài cơ quan nhà nước như là kho bạc, như là cục thuế, không phải cục thuế mà cơ quan thuế của quận Nam Từ Liêm. Nguyễn Cơ Thạch thì thuộc quận Nam Từ Liêm mọi người nhé. Cứ qua bên đường cầu vượt đây, mọi người thấy cái đường cầu vượt trên cao này. Qua đường thì là Nam Từ Liêm, một bên này đường thì là Bắc Từ Liêm. Ở bên Goldmark City là Bắc Từ Liêm. Nguyễn Cơ Thạch khoảng tầm 10 năm trước đây thì rất là hoang vu. Đến thời điểm bây giờ thì như mọi người biết thì đây gần như là một cái con phố kiểu là đông đúc sầm uất nhất cái khu vực Mỹ Đình này. Nhất thì cũng không phải, nhưng mà gần như là tất cả tòa nhà chung cư đã xong hết rồi, mật độ dân cư đã đi vào ổn định hết rồi, không có dự án mới nữa. Những dự án gần đây nhất chỉ có Golden Field của MB Land hay là của tòa HD Mall của Hải Phát là mới đó. Còn toàn bộ hai bên đường là chung cư Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 có khoảng hơn 10 năm rồi, đã được xây dựng và hoàn thiện cách đây 10 năm rồi. Đây, như mọi người đang thấy thì đường Nguyễn Cơ Thạch thì nó được bố trí bởi hai làn xe, ngăn cách bởi một cái phần đường bên giữa, nó có rất nhiều rặng dừa với lại cây cọ thứ. Cái đoạn đường giữa này bình thường chúng ta có thể đi bộ, chạy bộ rất là cũng ok. Ở đây bên phải chúng ta đây là những cái cơ quan ngoại giao này. Đấy, văn phòng công chứng này, chi cục thuế quận Nam Từ Liêm này, chi cục thuế này, hay là đây là kho bạc này, kho bạc quận Nam Từ Liêm này. Còn đây là một số cơ quan kiểu ngân hàng, chứng khoán, Agribank, bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm này. Đấy, rất nhiều cơ quan nhà nước ở bên đầu đường Nguyễn Cơ Thạch với lại Hồ Tùng Mậu, Bưu điện. Ở đâu là chúng ta sẽ tới những khu vực chung cư. Bên trái thì chúng ta sẽ có chung cư HD Mall. Còn bên phải thì chúng ta sẽ có khu khu A của quần thể khu đô thị Mỹ Đình 1. Đấy, khu A đấy, trông nó rất là cũ rồi. Cái nước sơn cái thứ nó bạc hết rồi. 1-2 năm thì chỗ này nó làm lại một lần nhưng mà nó quá cũ. Lên tầng 1 thì cũng có một số quán ăn khá là ngon mọi người ạ, như là Hiroshima này, chả cá ngon này, cũng rất là ngon này. Đấy, đây là Golden Field cũng có rất nhiều tiện ích, ở từ tầng 1 đến tầng 4 có cả bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn. Còn ngã tư này, chúng ta sẽ tới ngã tư Nguyễn Hoàng với lại là Nguyễn
cơ thạch. Ngã tư này thì nó sẽ kết nối một số dự án, ví dụ như là bên đây là dự án MD Complex cũng khoảng 7 năm rồi. Mọi người nhìn cái nước sơn nó cũ rồi này. Đi sâu vào bên dưới thì chúng ta sẽ có Vinhomes Gardenia. Đi sâu xong Nguyễn Hoàng sẽ tới Vinhomes Gardenia mà xa xa chúng ta thấy này. Còn bên trái thì chúng ta sẽ có khu làng sinh viên. Hiện tại thì làng sinh viên rất là vắng bởi vì là nghỉ dịch, các bạn sinh viên là về quê hết rồi. Đấy, còn đây là con kênh giữa của hai dự án nhé. Nó sẽ tách được đôi dự án Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2. Bên phải là Mỹ Đình 1, bên trái là Mỹ Đình 2. Nhà ở hai khu thì 10 năm rồi mà. Đấy, tôi nói là 10 năm rồi, nó cũ lắm rồi. Đây, tầng 1 của MD Complex thì chúng ta sẽ có Tiên Phong Bank. Họ thuê một cái tầng 1 rất là to, nguyên gần như là một nửa của tòa MD Complex. Sau đó là tới dãy nhà của Mỹ Đình 1, những cái khu C cũ ấy. Có ngân hàng này. Đấy, cửa hàng tiện dụng này, Viettel này. Sea Bank. Rất nhiều ngân hàng ở trên trục đường này luôn. Đấy, bên trái kia là Mỹ Đình 2 mọi người nhá. So với hai khu thì tôi cảm giác là Mỹ Đình 2 chất lượng xây dựng nó có vẻ không được tốt bằng Mỹ Đình 1. Bởi vì là Mỹ Đình 1 trước đây thì được xây dựng bởi cái cơ quan là bên quốc phòng xây dựng. Và có một phần lớn nhà thì là nhà chế độ cho cán bộ công nhân viên mua lại. Đấy, đây là đường Lưu Hữu Phước mọi người nhé. Lưu Hữu Phước là một cái đường mà rẽ nhánh của đường Cơ Thạch, Kip Plaza, tầng 1 của khu trên đây là chắc khu C3, C1, C2, C3. Đây, đi gọn vào cho cái ô tô sau nó đi. Quán đỏ này bình thường rất là đông này mọi người này. Vinmart, BIDV, đấy, nhà sách trí tuệ. Vịt Ba Tư rất là ngon. Vịt Ba Tư tôi rất là hay đi ăn những ngày chưa có dịch. Bây giờ dịch buồn ơi là buồn đấy. An Bình Banh. Đây, chung cư C7 đây. Tòa đầu tiên này C5 này, đi vào trong là C7 này. Ok, đi hết đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch là chúng ta sẽ đi, đây là đoạn cuối của Nguyễn Cơ Thạch rồi. Chúng ta sẽ tới mỗi một cái khu không có dân cư. Đây là khu trung tâm huấn luyện thể thao của quốc gia. Nó gồm như có tòa huấn luyện, hai tòa huấn luyện trong nhà kìa. Mọi người nhìn thấy cái cấu trúc kiến trúc nó, mấy hình mái vòm. Bên phải này, trong bên phải này có nhiều sân tennis, cung gọi là cung Điền Kinh, cung Điền Kinh Hà Nội. Đây mọi người xem bên tay phải, trong nó có khoảng tầm 8 sân tennis. Rất hay tổ chức những cái giải đấu lớn của tennis Việt Nam. Đỗ Xuân Hợp. Đường nối của đường Nguyễn Cơ Thạch là đường Đỗ Xuân Hợp mọi người nhé. Và đường này thì nó sẽ chỉ gồm những cái trung tâm huấn luyện của thể thao thôi. Giống như là hai cái trung tâm vừa rồi mà mình có review, với lại là sân tập của đội bóng đội tuyển Việt Nam hay tập. Nói chung thì đây là một cái khu vực mà rất đáng để sống, bởi vì là nó không phải là đường chính, nó không phải đường Lê Đức Thọ, hay là không phải đường Hồ Tùng Mậu, không phải đường Lê Quang Đạo, nên là cái độ ồn ấy nó không có nhiều. Ở đây nó rất là yên tĩnh. Buổi tối về, ví dụ như là mình ở một căn hộ ở đây ngày xưa thì gần như là không có tiếng còi xe, đường xe công các thứ, rất là thư giãn thoải mái. Đây, chúng ta sẽ đi sang đấy, đằng sau đường Nguyễn Xuân Hợp chúng ta sẽ có cái chỗ mà luyện tập thể thao và cái cổng sau của sân vận động Mỹ Đình. Đây, đi đường này vào này. Đây là cổng sau sân vận động Mỹ Đình. Ngoài sự yên tĩnh ra thì nhìn chung như mọi người đã xem trên thông tin trên video ấy, thì giá nhà chung cư ở khu vực này nó cũng rất là phải chăng. Nó chỉ khoảng cái khu chung cư cũ nó chỉ khoảng tầm 19-20 triệu một mét thôi. Tuy nhiên là do cái diện tích nó lớn, ví dụ căn 2 ngủ ở đây nó thường là có khoảng 80 mấy mét vuông.
hơn 80 mét vuông, nên là một căn hai ngủ đây nó cũng phải rơi vào tầm tỷ 8, gần tầm tỷ 8 thôi. Nếu có cả đồ chắc phải tầm tỷ 9, 2 tỷ rồi. Nên là với 2 tỷ đấy thì một căn hai ngủ chúng ta có thể lựa chọn nhiều dự án ở khu vực khác với cái diện tích nhỏ hơn. Nhưng mà ở đây thì hai ngủ lại rất là lớn, cũng khó là bố trí nội thất, thì đây là một cái điểm mà mọi người nên cân nhắc. Còn về cơ bản thì môi trường sống, tiện ích ngoại khu ở đây rất là nhiều. À còn tiện ích nội khu mình nói luôn là cái dự án ở chúng ta vừa đi qua thì chắc là chỉ có Golden Field là ngon nhất. Tiếp theo là có Hademon. Hademon thì không có bể bơi. Còn đâu các dự án của Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thì đó là nhà gọi là bình dân thôi, nên là cũng không có yêu cầu gì về nội khu. Nội khu chỉ có tầng 1 để có mấy cái cửa hàng tạp hóa hay là ngân hàng các thứ như chúng ta vừa xem thôi. Thế nên là tùy nhu cầu mà mọi người lựa chọn những cái dự án cho nó phù hợp. Còn nhìn chung ngoại khu và gì, cái vị trí cũng như là cái độ yên tĩnh, môi trường ở đây cũng rất là ngon của các dự án nhìn chung trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Mọi người có comment gì hoặc là muốn House City review thêm dự án nào thì để lại phần ở phần comment bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để cùng đồng hành trong những hành trình tiếp theo. Xin chào.